Đồ gỗ Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 năm 2016 âm lịch, tức ngày mùng 1 tháng 10 năm 2016 dương lịch. Đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi xin kính chúc quý khách có một tháng mới tốt lành. Hôm nay đồ gỗ Thanh Luân tôi trân trọng giới thiệu với quý vị bộ sập thờ tứ linh, bàn mẹ và bàn con. Đây quý vị đang thấy trên màn hình đây, bộ sập thờ này mà bằng gỗ gụ. Đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi đã hoàn thiện xong phần bắn viết ly, đánh viết ly 100% đây, theo yêu cầu của khách hàng ở Hà Nội. Bộ sập thờ này hiện tại chúng tôi đang trưng bày tại xưởng sản xuất ở tại thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Ngoài những bộ sập thờ chúng tôi đang dựng lên rồi thì chúng tôi còn khoảng hơn chục chiếc sập thờ các loại nữa. Đây cũng là tứ linh này. Chúng tôi đang bày rất bể bộn. Những cái sập này thì khách hàng chúng tôi đã đăng ký hết rồi. Những cái bàn cơm, những cái sập thờ này chúng tôi đã có khách hàng đăng ký hết rồi. Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện. Đây rất nhiều, 1, 2, 3, 4 cái chân này là của hai bộ này, hai bàn cơm này, và phía này nữa, rất đông, rất nhiều. Nhân vật chính thì hôm nay chúng tôi tạm thời giới thiệu đây, những cái dạ sập tứ linh này. Đó, đang để mọc. Những khách hàng đã đặt hàng chúng tôi rất nhiều rồi, từ Lào Cai đến Yên Bái rồi là các nơi. Những chiếc sập thờ này khi hoàn thiện xong thì bàn giao đi khắp nơi các tỉnh thành trong cả nước. Và nhân vật chính là bộ sập thờ tứ linh Long Ly Quy Phượng Chầu Mặt Nguyệt. Và sập thờ này là sập thờ hàng VIP, có hai chân nghê chầu rất đẳng cấp. Đây hai chân nghê chầu đây. Và sản phẩm này đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi hoàn thiện bằng vec ly, 100% bằng vec ly theo lối cổ truyền của đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi. Đấy, quý vị đang thấy trên màn hình đây. Đi vào đường nét chi tiết thì chúng tôi cũng xin giới thiệu thêm một chút, bởi vì cái video clip này chúng tôi cũng quay qua thôi để quý vị thấy được khi cái sản phẩm chúng tôi đã hoàn thiện vec ly nên nó đẹp tầm cỡ nào. Đấy, rất đẹp. Và hôm qua là 29/30, ngày 30 thì là có một khách hàng ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cũng đã chuyển khoản và đặt tiền chúng tôi một bộ sập thờ này rồi. Và ngày hôm qua cũng vinh dự chúng tôi đón tiếp một cô Duyên, cô ở Bắc Hà, Lào Cai, gần đền ông Hoàng Bảy, về đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi cũng đặt một chiếc. Đây chiếc của cô Duyên đây, sắp tới chúng tôi sẽ dựng lên để quay video giới thiệu cho cô Duyên và anh Hiếu thấy được. Toàn bộ đường nét chi tiết của bộ sập thờ tứ linh Long Ly Quy Phượng Chầu Mặt Nguyệt này gồm có và có đôi nghê chầu, có cả bàn cơm này, được chúng tôi là đục chạm thủ công 100% bằng tay. Đấy, quý vị đang thấy trên màn hình đây, rất đẹp, rất đặc sắc. Và sau khi chúng tôi quay video xong, chúng tôi sẽ bốc xếp bộ sập thờ này lên trên xe để chuyển ra cửa hàng cơ sở 1 để cho rộng. Như trong xưởng này khi cái hàng hoàn thiện xong rồi nó rất chi là bụi nên là nó không tiện cho cái việc bảo quản. Đấy, quý vị đang thấy đây. Khách hàng thì vẫn chưa đến ngày đẹp mà chưa lấy, vẫn đang hoàn thiện phòng thờ. Đấy, đường nét chức đục chạm rất tinh xảo. Này, rất đẹp, rất tinh xảo. Phần trên này với các cái hàng VIP này, đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi làm rất kỳ công và cầu kỳ. Rất nhiều khách hàng đã về đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi để đặt những cái sản phẩm này rồi, nhìn những cái sản phẩm mẫu này và đặt hàng rất nhiều. Ví dụ chúng tôi đọc qua một số tên các bác. Thứ nhất là một bác Hường, bác ở thành phố Hà Nội, bác cũng về đặt một bộ này để mang về quê ở Hà Nam. Và tiếp theo nữa là một khách hàng, đó là một cô ở thành phố Hà Nội ở gần Đại học Công nghiệp cũng đặt một bộ, và anh Binh ở Hưng Yên một bộ, và anh là bác sĩ ở bệnh viện Thanh Nhàn cũng mới đặt chúng tôi. Và chúng tôi vừa nhắc lúc đầu đấy là mới đặt chúng tôi bộ anh ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Và một sập thờ nữa ngày hôm qua, cô Duyên, cô ở Bắc Hà, cô cũng đã đặt chúng tôi rồi.
cũng mẫu như này. Cái sản phẩm đặc sắc này, đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là làm thực sự ra là làm không kịp với cái thời điểm hiện tại bây giờ là gỗ gụ đang rất khan hiếm, rất chi là khan hiếm, nên là các cái sản phẩm đặc sắc này không biết sau này liệu có còn gỗ để làm nữa không. Cái này chúng tôi cũng chưa chắc chắn được. Quý khách có nhu cầu thì liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại 0972 770 888 hoặc 0967 110389. Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Video quý vị đang xem được chúng tôi quay tại xưởng của đồ gỗ Thành Luân, tọa lạc tại làng nghề Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn.